Ok, hello xin chào mọi người, chào mừng đến với cả Hanriot. Hôm nay sẽ là con Jaguar S-Type SVR. Lần này tôi đang nghĩ ra một tạo ra một cái quyết tâm lên top 5 mà không cần mà bằng bằng top drive, bằng top drive đấy. Sau bao lần mà tôi được top 25. Top 25 là ít nhất này 100 làm khi một một hai sao, còn một hai sao, còn top 3, top 4, còn top 2, top 100% là khi mà tôi chỉ một hai sao, còn top 50% là đôi khi mà tôi chưa có chiến thuật, mà tôi còn chiến mà tôi chưa biết được kiến thức về một cái map gì đấy, và cuối cùng là một cái map mà có mà tôi phải đi được 25%. Một số map tôi đi được 25% đấy. Nói chung là 50% là ít nhất. Đấy, tôi phạm sai lầm một lần nữa rồi. Jaguar F-Type không nên bay sọc, không nên xoay ở quả đấy. Nhưng đây chỉ là lần đầu tiên. Nếu mà lần 2, lần 3 mà không được thì tôi phải quay đi quay lại đấy. Cái đấy thì mệt lắm. Không thể tản nổi được. Nếu ai quên rằng là đây là đường này không có dốc thì hơi đen cho mọi người đấy. Tôi chủ yếu là tôi lâu lâu chưa đi vào cái map này lắm. Đường đua này tôi chưa đi. Tôi chỉ đi khi mà nó có ván vào ấy thôi. Khi mà nó có ván vào dễ xoay thôi. Và dễ đi mà không chết thôi. Nghĩa là tôi được 2 phút 6 giây. Tầm 50%. Nghĩa là gần khá. Có nghĩa là bỏ dốc mà đi đường kia có tốt hơn không nhở? Tôi cảm giác nó tốt hơn đấy.
Ừ chắc là được lên top 1.000 rồi. Lên được top 1.000 rồi. Trận cuối. Sắp có Kian rồi đấy. Trận 3 Kian liền luôn. Update mới sẽ có 3 cái Kian. Tôi phải cực kỳ là chăm chỉ thì mới chơi đấy. Dù là giờ đi học hay đi chăng nữa, tôi vẫn phải quyết tâm lấy nó bằng được. Nếu sẽ bằng được sau cái lần thất bại của top 1 ca rồi. Akura nuế đi của tay bay Evo. Đó. Hai con này tôi đã thất bại việc trong trong việc ca ăn rồi. Không biết là nếu mà tôi bay bay trúng cái vách đá đấy thì sao nhở? Thì có bị reset không nhở? Nếu bị reset thì hơi tệ đấy. Thì cực kỳ là tệ luôn. Hay nói là một đường cắt như driver 5 năm hay dạy ta chơi. Oh shit. Quả đấy thì gần nhạy rồi đấy. Bít tạm chả ngon gì cả. Tôi nghĩ cái rau. Có nghĩa là đi đi cái phần Badaro kia chắc là tốt hơn đấy. Hoặc là do tôi bị đen trong việc flip nhở. Chả biết nó. Thôi. Xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những buổi sau. Xin kính chào tất cả mọi người. Bye bye. Thịt mẹ cái omelette. Đệt cái omelette luôn. Thật chứ.